Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh YouTube của shop Xe 88. Thực sự là sau hơn nửa năm mong đợi thì chiếc Tipter 3700 đã về hàng. Thì mẫu xe này em thực sự là chờ đợi người yêu đi nghĩa vụ. Trời ơi, chờ nó 2-3 tháng trời nó mới về hàng, em tưởng cuối năm nó mới về nhưng mà bây giờ nó về rồi. Thì đây là mẫu Tipter 3700 đời 2021 các bác nhá. Cái tem của nó bây giờ nó làm cái tem màu bạc ở ánh ở trên nhìn cực kỳ sang. Như đây là chiếc màu đen xanh dương, nhưng mà vẫn có ánh bạc ở dưới nhìn cực kỳ cao cấp luôn. Và con xe này vẫn thiết kế được khung nhôm không mối hàn, bộ chuyển động Shimano Toley với củ đề trước Shimano Toley, củ đề sau Shimano Toley, tay đề Shimano, tay phanh Shimano. Dòng này sử dụng 3 đĩa 8 níp, Meyer sử dụng Meyer lại đời mới hơn nữa nhé, Meyer Forward. Và xe sử dụng củ phanh dầu phanh 27.5 các bác nhé, lốp là WTB Ultra, cầu yên Tipter, yên Tipter. Thì để đánh giá chi tiết chiếc xe này có một số cải tiến, nó gọi là cải tiến nha các bác nhé, chứ không phải là cải lùi. Cái trước nó toàn cải lùi thôi, giờ nó cải tiến. Cải tiến đầu tiên thì em nhìn thấy nó là về cái Meyer này, nó làm loại Meyer này tốt hơn này. Meyer Forward nó thay đổi cho cái Meyer gì nhỉ? Cái Meyer Sera gì ấy. À Sera. Meyer này nhìn nó đẹp hơn, sang hơn và cứng chắc hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bộ chuyển động của xe vẫn giữ nguyên bộ chuyển động Shimano Toley. Shimano Toley với 8 tầng níp đằng sau. Xích sử dụng xích con này sử dụng xích IPN các bác nhá, vẫn không thay đổi, sử dụng xích IPN. Củ đế trước Toley, củ đế Browell 3 tầng đĩa này. Bề đàn nhôm này. Đấy, phanh là phanh đĩa dầu, phanh đĩa dầu. Và xăm lốp sử dụng xăm lốp WTB Ultra 27.5 x 1.95. Thì con xe này phải phù hợp những cái chị anh chị nào cao 1m75. Đến cao 1m55 đến 1m80 các bác nhé, là đi được con xe này. Nó có size 17 này. Size 17. Đấy, yên là yên Tipter này. Yên này thì không sợ bong chóc như những cái mẫu cũ. Đấy, cọc yên là Tipter nhôm, có mở khóa nhanh này. Màu sắc. Vòng cổ này. Từ A đến Z đều là thương hiệu Tipter, vô tăng ghi đông nhôm Tipter dạng thẳng này. Tay thì tay phanh đều là Shimano này. Đều là Shimano hết các bác nhé. Và tay nắm quả tay nắm này mới này, tay nắm này cầm nó êm hơn này. Tay nắm Tipter cầm êm hơn này, cầm nó có độ đàn hồi tốt hơn cái tay nắm kiểu cũ cầm cứng và đau rã hết cả bàn tay. Xe sử dụng càng trước là càng tít càng nhôm này, có mở khóa điều chỉnh hành trình này, tụt nhún dầu này, càng trước là càng nhôm các bác nhá. Các bác có thể nhìn chỗ này là càng nhôm này. Nhiều bác hỏi là cái càng này nhôm chỗ nào. Dạ thưa các bác, càng nhôm là cái đoạn trục rỗng này, còn cái đoạn thụt này vẫn là thép các bác nhé. Cái này mà nó mà làm bằng nhôm thì 3 bữa thì gãy ngay. Cái này vẫn phải là bằng thép mạ chrome ở ngoài, và đoạn này cũng bằng thép này, có thể dùng nam châm này. Đoạn này nó bằng thép thì nó mới đỡ được cái càng, chứ chỉ có đoạn này bằng nhôm này, đoạn vòng xuống này và ống ôm cái thụt này là bằng nhôm, để các bác hiểu rõ hơn là càng nhôm như thế nào. Đấy, cái phần lốp này, phanh này. Đấy, mẫu xe này hiện tại thì shop 88 vẫn giữ nguyên giá bán, chỉ có 5.500.000 đồng. Bác nào mà đã và đang cũng như là đã đến shop 88 đặt hàng thì nhanh qua các showroom để lấy hàng về, cũng như là các bác ở xa muốn đặt hàng chiếc xe này nhanh tay alo hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để đặt hàng mẫu Tipter 3700 đời 2021. Đây là video review cũng như thông báo hàng về để các bác cùng đặt hàng. Xin chào các bác, cảm ơn các bác dành thời gian xem video.